giỏi, hát hay, múa dẻo, tự tin mạnh dạn, và bạn nào cũng rất là đẹp người trong bộ đồ ra trường. Cô xin thay mặt các cô chúc mừng cho các cháu. Các con vỗ tay cho lên. Kính thưa quý phụ huynh, thưa các cô giáo và các cháu thân mến, trong không khí vui tươi đầy ấn tượng buổi chia tay với các cháu mẫu giáo lớn, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường không khỏi vui mừng khi thấy các cháu được khỏe mạnh, khôn lớn, hát hay, múa dẻo. Kính thưa quý phụ huynh, qua kết quả đánh giá trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, 100% các cháu đều đạt yêu cầu. Điều đó đã đánh dấu được sự cố gắng của các cháu cũng như sự quan tâm của nhà trường và gia đình trong năm học qua, mà đặc biệt là năm học 2014-2015, các cháu đã có những thành tích nổi bật trong các học quy như cháu Lê Tuân của lớp mẫu giáo lớn B, Hoàng Nam mẫu giáo lớn C, Ngọc Hiền, Bảo Châu, Huyền Xuân của lớp mẫu giáo lớn A đã đạt giải A trong hội thi vẽ tranh an toàn giao thông cấp thành phố, mang lại cho nhà trường giải nhì toàn đoàn. Đặc biệt là các cháu Gia Linh, Hà My, Minh Đức, Vĩnh Khang của mẫu giáo lớn C, Thanh Luân, Lê Gia Thiệu, Khánh lớp mẫu giáo lớn B, cháu Phúc An, Thương Linh, Thành Trung, Bảo Lâm, Kiến Văn lớp mẫu giáo lớn A đã có nhiều đóng góp trong hội khỏe mang non các tỉnh, đã góp phần cho toàn đội Nha Trang một đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó có giải nhất về thể dục đồng diễn, giải nhì kéo co và giải ba về trò chơi vận động tiếp xúc. Kính thưa quý phụ huynh, cô giáo và các cháu thân mến, với các cháu mẫu giáo lớn, hôm nay bé tạm biệt trường mầm non là một ngày rất quan trọng và có ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi trẻ cũng như các bậc làm cha làm mẹ. Chúng tôi rất vui khi các cháu được lớn lên cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi cũng rất hiểu tâm trạng của quý phụ huynh có con em sắp vào lớp 1, đó là cấp tiểu học. Đối với trường mầm non, hoạt động chủ đạo của các cháu là vui chơi. Khi bước sang tiểu học, hoạt động chủ đạo của các cháu là hoạt động học tập. Vì vậy, sẽ có sự thay đổi rất lớn trong tâm lý của các cháu. Chúng tôi rất mong quý phụ huynh sẽ là nguồn động viên hỗ trợ cho các cháu, tạo cho các cháu một tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1 một cách tốt nhất. Trong không khí vui mừng của buổi chia tay, tôi xin thay mặt cho các cô, các bé trong trường mong muốn các cháu luôn được ngoan ngoãn, học giỏi, xứng đáng là học sinh của trường mầm non Hương Sen. Trong buổi gặp mặt hôm nay, cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tích cực về mặt vật chất cũng như tinh thần của các bậc phụ huynh trong nhiều năm qua đã giúp chúng tôi hoàn thành